chuyện hoa sim. Có người con gái xuân vời vợi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy búi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tim, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn xin tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, nào để Nhật Vũ xin chào tất cả các bạn. Trên kệ của mình hôm nay là một dàn Pioneer đời 2012. Đây là một dòng mini cao cấp của Pioneer đời khá là cao, được sản xuất năm 2012. Với cái thiết kế rất là đẹp mắt, rất là hiện đại, cũng như là cái cổng kết nối USB, cổng USB trực tiếp nè, nghe nhạc MP3. Từ 320 kbps đổ lại CD, nghe đĩa CD, cùng với dock iPhone 4S và các dòng iPod vân vân gắn vào và nghe nhạc trực tiếp ở trên đây, cùng với cổng kết nối AUX nghe qua điện thoại, máy tính, TV vân vân. Và đây là cổng xếp điện, kết nối sắp điện nữa, các bạn muốn cần đặt tăng thêm tiếng bass. Do là dòng cao cấp nên được hỗ trợ dắt bắp chuối nha các bạn, từ máy cho tới loa. Dàn còn rất là mới, giống như là khui thùng luôn đó. Giờ với thiết kế mặt phay nhôm nè, các bạn có thấy không, cái mặt xuyên suốt nhôm từ trên cho xuống tận cái phần đáy ở bên dưới đó. Và phần nắp của bằng nhôm, nhưng cái thiết kế nhôm ở phía trước là phần nhôm xước, nó sáng hơn cái phần nắp ở phía sau. Cùng với loa, chiều cao của loa này là 27 cm. Và đây, cái lưới còn rất là mới luôn các bạn. Đây, bass 12 cm, màng giấy. Bass 12 cm nhé, màng giấy. Và cái chép đơm là 2.5 cm. Cái thiết kế tối giản, tuy nhiên rất là đẹp. Và đây là cái màu xám ghi, cái vân gỗ màu xám ghi nha, chứ không phải là màu đen nha các bạn. Lưới thì là lưới màu đen. Cái thiết kế trông rất là hiện đại, tối giản nhưng nhìn rất là bắt mắt. Công suất của dàn máy này là 100W. Đây, mình sẽ cho các bạn xem các thông số kỹ thuật ở trên trang web của Pioneer.japan. Đây, các bạn có thể vào tham khảo thông tin trên trang Japan nè, Pioneer HM50. Đây là một cái dock iPhone 4S vân vân. Còn đây là một cái số, những cái thông số kỹ thuật của dàn máy, giới thiệu về thông số kỹ thuật của dàn máy cũng như là tính năng của nó bằng tiếng Nhật, nhưng mình đang tạm dịch qua tiếng Anh nhé. Dịch qua tiếng Việt là nó nhảy lộn xộn luôn. Đây, cái chức năng là all in one, là tất cả trong một nè. CD, USB, memory vân vân. Đây, đặc biệt là cái high sound quality, là chất lượng âm thanh cao cấp nè. Đó, thiết kế cũng cao cấp nè, do cái aluminium phi nhôm. Và đây là thông số kỹ thuật của dàn máy, chẳng hạn như 100W output của Gamli này. 100W. Đó, mỗi cái đầu máy nặng 4.4 kg. Và cặp loa nặng 2.5 kg. Với file MP3 nè, từ 32 tới 320 kbps, USB 2.0 vân vân. Đó, trung bình là sẽ là 50W mỗi loa. Đây, công suất tuy nhỏ, cái dàn máy nhỏ nhưng mà công suất là khá là lớn. Chúng ta đặt chơi tốt ở trong cái phòng dưới 20 m2 nha các bạn.
Nếu như vậy là khá ổn rồi. Chúng ta tiếp tục thử qua ngõ CD. Đây, CD đi. Một bài CD tiếng Anh cũng được nha. Rồi, CD tiếng Anh đi. Cái kiểu dáng của nó nhìn rất là hiện đại các bạn ha. HM50. Những cái dòng nó còn mới như vậy, không phải nhiều. Chuyển qua ngõ input. Đây, CD nè. Đó. FM, USB, iPod, Audio In. Audio In là cổng 3.5 trực tiếp ở phía trước nè. Chúng ta có thể tận dụng cái ngõ USB này để nghe Bluetooth, gắn USB Bluetooth trực tiếp vào đây và gắn nghe vào đây. Đó. Còn cái Line In này là cái cổng AUX ở phía sau. CD. Reading. Hai mươi hai bài đọc cũng khá là nhanh, 77 phút 59 giây. Có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn máy này nhé, hồi nãy chúng mình đã thử chỉnh cho các bạn xem. Đây mình chỉnh qua bài số 3, bài khá là nổi tiếng. Chỉnh bass treble 5 nấc, chỉnh super bass và chỉnh cái equalizer cài đặt sẵn. Đây chúng ta đi chỉnh bằng điều khiển, mở được khay đĩa ra. Ok. Chúng ta thử tính năng của đĩa CD rồi. Vậy chúng ta thử tiếp cái tính năng của cổng USB nha. MP3. Và chúng ta mình đang thử USB 16GB, 16GB. Chuyển ngõ USB. Reading. 16GB. Trong trọng khá là nhiều file tạp. Nếu các bạn chỉnh sẵn những cái bài nhạc MP3 thì nó đọc rồi nè, Kingston. Đó. Nó hiện cái tên của cái USB ra. Play USB. Guitar. Cat Dongle. File MP3 nha các bạn, 320 kilobit. Trep rất là sáng, mình đang chỉnh bass trep bằng điều khiển.
Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. Dàn còn rất mới và loa cũng rất là mới. He's got this heart inside. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say key don't go. Guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing. Qua bài nhé. Qua bài tiếp luôn. Bài nhạc trẻ Lỡ Duyên Mashup. Dàn sản xuất đời cao nên nó đáp ứng được nhiều cái tiêu chí của những cái dòng nhạc hiện đại, cũng như là nếu chúng ta chỉnh được cái bass chép hoặc là những cái chế độ cài đặt equalizer cài đặt sẵn cho những cái dòng nhạc bolero trữ tình thì cũng khá là tốt nha các bạn. Với cái tiếng mid của cái màn giấy này nó khá là ngọt, và tiếng bass thì nó khá là trầm sâu. Tuy cái phần giọng hát nó không có nổi rõ lên, nó có nổi lên như là cái dòng onkyo. Tuy nhiên cái phần âm trầm nó mềm sâu và cái tiếng chép nó cũng khá là bén. Đấy là cái Pioneer này chúng ta có thể nghe tốt nhiều cái thể loại nhạc, chứ không chỉ duy nhất những cái dòng nhạc bolero. Và chúng ta có thể tùy chỉnh cái equalizer cũng như là bass chép để cho theo cái ý thích riêng của mỗi người. Đó là chúng ta đang nghe qua cổng USB 16GB của mình. Và chúng ta cũng có thể, mình xin giới thiệu là các bạn có thể sử dụng đây. Mình lấy cái ví dụ cái sử dụng cái cổng USB này nhé. Stop. Cổng USB này chúng ta sử dụng để làm một cổng USB Bluetooth. Đây. Một dây USB Bluetooth nhé. Đây USB Bluetooth đó các bạn có thể tham khảo ở trên những cái trang thương mại điện tử hoặc là những cái tiệm điện cũng có luôn. Gắn vào đây rồi chúng ta gắn cái phần nối đuôi nè vào đây. À, truy USB đây này nó tự nhận luôn đó. Cái phần chúng ta chuyển qua ngõ line in. Đây cái line in này nè. Có nghĩa là chúng ta lấy cái USB này gắn vô đây để cung cấp cái nguồn điện cho nó thôi. Và nó sẽ nhận cái tín hiệu nó nhận tín hiệu Bluetooth từ điện thoại rồi nó truyền cái âm thanh qua cái ngõ audio in này. Đơn giản vậy thôi, audio in nha, sorry. Đây audio in là phía trước, còn cái line là phía sau. Một ví dụ đơn giản nha các bạn, để thử cái ngõ USB Bluetooth này.
mình đang sử dụng điện thoại để quay clip nên không có tách cho bạn xem cái chức năng này được. Là một chức năng cộng thêm mà chúng ta tự nghĩ ra để tận dụng cái ngõ USB Bluetooth. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi dàn Pioneer HM50 này. Các bạn hãy tham khảo thông tin giá thành cũng như là cái thông số kỹ thuật của dàn máy qua Facebook của mình cũng như là kênh YouTube ở bên dưới của mỗi cái video hoặc là mỗi bài viết đều có rõ những thông số kỹ thuật và giá thành của sản phẩm. Các bạn hãy bỏ thời gian ra để xem kỹ hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy bấm like video này nếu các bạn cảm thấy thích dàn Pioneer HM50.